Anh Vận Hành Quân, đây là một bài rất là hay và đặc biệt là mọi người, những ai mới chơi sáo hoặc là đã chơi sáo tốt thì đều mong muốn có thể chơi được bài này. Bởi vì cái bài này có cái đoạn biến tấu rất là nhanh mà các bạn không nghe kịp và cũng không thể bấm theo được và cũng không biết là sẽ dùng kỹ thuật như thế nào để chơi. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chậm rãi và tỉ mỉ để các bạn có thể chơi được cái bài Anh Vận Hành Quân này. Và trước khi chơi được bài này thì các bạn lưu ý các bạn phải tập nhuần nhuyễn cái phần mà tôi dạy, đó là đánh lưới đơn và đánh lưới kép thì các bạn mới có thể chơi được bài này. Bây giờ tôi sẽ chơi trước và hướng dẫn các bạn luôn trong video này. Ok, các bạn thấy tôi vừa chơi một đoạn chậm và một đoạn nhanh. Vậy tôi sẽ giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn chơi đoạn chậm trước và chơi đoạn nhanh sau. Đầu tiên đoạn chậm, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật đánh lưới đơn. Rê pha là rê. Này. Rồi, đô là đô, rê là. Nhớ là nốt đô 2 sẽ mở nốt si ra nhé. Đô phà son son la này, đô la son la rê. Rồi tiếp này, đánh lưới kép nha. Tê kê tô tê tê ca tê. Cà tê. Tê tê cà tê tê cà tê tê cà tê. Rê rê đô. Tê cà tê tê cà tê tê cà ta tê cà ta. Ok. Này, rồi. Rồi tôi sẽ đánh lại nha. Này, đô phà son son la. La son la rê. Làm lại này. Tết tê ca tết tê ca tết. Tê tê ca tê. Rồi. Nha. Xong rồi, đúng chưa? Làm lại từ đầu này. Tê ca ta. Là đánh lưới đơn này. Làm này. Ta ca ta 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 ca ta ca ta 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 ta. Thì những cái nào mà ta 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 là đánh lưới đơn. Làm nhanh này. Rồi chạy ngọn này. Này.
các bạn sẽ tua chậm để có thể thổi được cái đoạn này, vì đoạn này là đoạn chậm thôi. Thì các bạn xem cái đoạn kỹ thuật đánh lưỡi kép như vậy để có thể ghép được bài. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu chủ yếu là cái đoạn nhanh. Tôi sẽ đánh nhanh một lần này. Ok, tôi sẽ đánh chậm nhé, để các bạn có thể học theo được. Các bạn nhớ là cái kỹ thuật này này. Cứ TK như vậy đó. Và các bạn sẽ bấm cho đúng nốt này. Đầu tiên là T nha. Ok, thì tôi sẽ đánh chậm nha, bằng lưỡi đơn này. Các bạn làm cho nó chạy chậm lại đi. Tốc độ khoảng bằng 1/2 thì sẽ thấy được nó rất là dễ đánh. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn này. Đánh lưỡi đơn trước nhé. Rồi, đánh lưỡi kép này. TKTKT. Cứ TK liên tục. Đấy, thì là TK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 
Nhớ nha, re là re mi re, ra re là re mi fa nha. Như vậy là xong rồi. Các bạn để học được dễ thì các bạn sẽ tua chậm lại, tua chậm làm theo từng nốt thôi. Đơn giản như vậy, cũng không cần phải hướng dẫn nhiều các bạn là sẽ làm chậm như thế này, mà các bạn chỉ cần cách học nhanh nhất các bạn để cho nó tốc độ YouTube nó chậm lại thì nó sẽ chơi rất là dễ. Các bạn cứ làm chậm theo từng nốt như vậy thì các bạn sẽ chơi được cái bài Anh Vẫn Hành Quân này. Tôi đã vừa làm chậm và làm nhanh cái cách để chúng ta có thể thổi được cái bài này một cách rất là dễ dàng. Các bạn chú ý xem đi xem lại cái video này nhiều lần, ít nhất là 5 lần, để có thể chơi được cái bài này một cách dễ dàng nhất.